Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế năm 2023 là khoảng 13,56 triệu tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15%, tương đương với khoảng gần 2 triệu tỷ đồng để cho vay. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết mặt bằng lãi suất hiện nay đang thấp nhất trong vòng từ 10 đến 20 năm qua. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngân hàng Nhà nước mới áp dụng cơ chế điều hành tín dụng mới, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn bộ 15% cho các ngân hàng thương mại, thay vì tín dụng theo từng giai đoạn như trước, tạo sự chủ động cho các ngân hàng trong phân bổ vốn và tìm kiếm khách hàng.